Thưa sư, con ở ngoài Bắc, ngoài này có quá ít chùa hệ phái Nam Tông. Con muốn quy y Tam Bảo thì con có thể tự đảnh lễ dưới tượng Phật ở chùa và xin quy y mà không cần vì sư thọ giới được không? Và sống tại gia thì việc giữ trọn vẹn năm giới đối với con có nhiều khó khăn. Không giữ năm giới trọn vẹn thì có được quy y không? Con cảm ơn sư. Thứ nhất là cái chuyện mà tự quý vị quy y thì sư đã nói rồi, vui lòng tìm các cái câu hỏi đã được trả lời ha. Còn cái chuyện quý vị nói là bây giờ mình không giữ được năm giới thì có được quy y hay là không, bây giờ có hai tin tức, một là tin tốt, hai là tin xấu. Tin tốt là quý vị vẫn được quy y, tức là mình không giữ giới, mình vẫn quy y được chứ không phải là không được. Đó là tin tốt. Còn tin xấu là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói cái người cư sĩ chỉ có quy y mà không có giữ giới là hạng cư sĩ vứt đi. Sư rất tiếc là sư phải dùng cái từ rất là nặng, bởi vì vốn dĩ trong kinh dùng cái từ nó còn nặng hơn nữa. Dùng cái từ giống như là rác rưởi, là vứt bỏ, là không xài tới, là thứ hạ liệt nhất, hạ đẳng nhất trong số các cư sĩ. Sư cũng khá là bất ngờ khi mà ở trong bài kinh đó Đức Thế Tôn dùng những cái định nghĩa rất là nặng như thế để mà định nghĩa về người cư sĩ không giữ giới. Cho nên á, là mình hãy cẩn trọng nha. Mình quy y mà không giữ giới thì vẫn được chứ không phải không được, nhưng mà như vậy thì nó tệ lắm. Như vậy thì sư có một cái phương pháp trung hòa nào hay không? Thì cũng có chứ không phải là không. Đó là mình quy y, mình giữ giới, rồi khi mà mình phạm giới thì mình thường xuyên đến gặp một vị giữ trọn vẹn năm giới. Nếu là cư sĩ thì phải giữ trọn vẹn năm giới cư sĩ, còn không thì phải gặp cái vị xuất gia. Để chi? Để sám hối tội lỗi đó và sau đó xin thọ giới trở lại. Nhớ, mình chỉ có thể tự thọ giới trước bàn thờ Phật nếu như giới của mình trong sạch và mình không phạm giới. Còn một khi giới của mình bị thủng, bị lũng thì mình không có thể nào mà mình tự sám hối rồi tự thọ giới trước bàn thờ Phật nữa nha. Bởi vì như thế đó là nó mất đi cái ý nghĩa, mất đi cái sự tàm úy, kiểu giống như là bây giờ tôi uống nhậu cho nó bê bết rồi mai tôi lạy Phật tôi sám hối rồi sau đó tôi lại nhậu tiếp, nó không có một cái sự ngăn ngừa mà nó đủ mạnh để cho mình có sự hổ thẹn với tội lỗi. Thì đó là lời khuyên của sư, không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì riêng về câu hỏi này nói là giữ tâm, nghĩa là thọ tâm quy á, thọ nghĩa là thọ trì tâm quy mà không giữ được năm giới thì đúng như Đức Thành Tại nói, có nghĩa là hai cái khía cạnh này đúng là nó vẫn là được chứ không phải không được, có nghĩa là thọ tâm quy, thọ tâm quy là vẫn được, đúng không? Còn không giữ năm giới, nhưng mà sư lại khuyên quý vị như vậy nè, là mình đừng có tự tạo áp lực cho mình. Áp lực là sao? Là giống như mình tạo áp lực này, chứ nói tự áp lực là cũng cũng đại loại về cho quý vị dễ thu nha. Còn nếu nói đúng là mình đừng, mình cố gắng á, mình phải sống á, đừng có để cái phiền não mình á, phiền não chính mình nó tự lừa dối mình nhiều quá. Thôi thì bây giờ như vậy đi, có nghĩa là mình thọ trì vẫn thọ, mình thọ trì tâm quy và vẫn cố gắng giữ được năm giới, không cố gắng giữ được bao nhiêu giới thì hay bao nhiêu giới, không chứ mình đừng có để phiền não mình nó chi phối rồi mình nói là mình không giữ được năm giới, không? Tại vì bây giờ quý vị có thể nói là như vậy, nói là cuộc sống con mưu sinh, cái nghề con là phải sát sanh, không? Con phải nói dối, con phải uống rượu đó, con phải đó, từ 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 như vậy.
Nhưng mà sao quý vị không nghĩ lần điều này nè, quý vị phải nghĩ gì nè, ví dụ quý vị sư cho đi, sư cho cái nghề sinh nhai chính vị đi, có nghĩa là dòng họ ba đời đi, ba đời làm là mổ đi, ba đời làm sát sanh đi đó, thì bỗng đi một ngày đó thì quý vị đang cầm con dao chuẩn bị giết con vật con gà, thì tự nhiên là cánh tay của quý vị á là nó đơ luôn. Cánh tay là cơ bằng nó bị liệt luôn, nó bị liệt bên luôn. Rồi quý vị chỉ còn một tay thôi thì một tay cũng chấm dứt được à. Nhưng mà rồi á quý vị á đi coi bói hay là coi thầy bà gì đó nói là ồ cái này là do cái con trâu con bò trước đó bữa giết đó, ngay là con đó nó tánh linh không, cho nên là nó bẻ cánh tay đó. Mà còn nếu mà giết như vậy nữa, con giết như vậy nữa nha, thì là nó sẽ lấy mạng sống luôn á, cái con này con linh, con này là con bò linh, con thành tinh rồi đó. Thì quý vị thử suy nghĩ là mình có cà còn dám còn cầm cái dao sát sanh không? Tại sao sư đưa lại đưa những cái ví dụ mà nó kêu bằng nó ghê rợn, nó hay là nó mang tình tiết mà nó kêu bằng nó gọi là khá kinh dị như vậy? Tại vì sư đã nhấn mạnh đi rồi, do phiền não của mình, do chính phiền não của mình, phiền não là gì? Là tham sân si của mình. Đúng không? Rồi mình đó, cho mình đó là có nghề con, cái nghề con do sự sinh nhai cuộc sống con nên con không giữ giới được. Cho nên mình phải cẩn trọng, một khi mà mình còn chấp nhận những quan điểm phiền não thì mình còn chấp nhận hiện hữu là cuộc sống này là a lạc, cuộc sống này không phải là khổ, không giống đúng như là Phật dạy cuộc sống này là khổ đế, chỉ là khổ khổ hoại khổ hành khổ thôi. Thì chẳng khác nào mình đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Cho nên qua câu chuyện sư ví dụ thì mình phải hiểu cái việc mà mình không giữ chọn được năm giới thì mình phải hiểu là nó sẽ góp phần là nguy hại cái tính mạng mình ở trong hiện tại này. Mình có thể bị khùng, bị điên đúng không, mình có thể bị chết yểu đúng không, mình có thể bị tật nguyền, mình có thể bị tai biến đó vân vân, mình có thể bị bệnh tật. Chính vì như vậy mình lo sợ điều đó cho nên mình không có phạm ngũ giới và mình lo sợ cái luân hồi, mình lo sợ cái hậu quả ngay trong tương lai. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Sư có một lời đề nghị với những vị mà không có cái khả năng giữ giới thì thôi như vậy đi. Bây giờ nếu mà với mình giữ giới khó quá thì bây giờ mình chia ra ha. Ban ngày thì thôi mình cái chuyện mình giữ bây giờ chia ra hai hai lúc là khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Thí dụ như là từ 7 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Ha. Rồi. Thì bây giờ á, từ 8 giờ sáng tới 8 quý vị lựa thôi. Bây giờ nửa ngày nào mình giữ giới. Thí dụ như bây giờ tôi lựa là 8 giờ sáng tới 8 giờ tối tôi sẽ giữ giới. Thì có cái gì tôi cũng sẽ không phạm giới. À. Còn cái phần còn lại là từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng thì thôi mình tứ đổ tường, cái đó là chuyện của mình, sư không có lý tới. Hoặc là mình chọn từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng mình giữ giới. À, tức là mình về nhà rồi là mình khỏe re rồi, về nhà mình khỏe re rồi. À, mình 8 giờ tối tới 8 giờ sáng mình giữ giới. À, còn 8 giờ sáng tới 8 giờ tối mình làm cái gì thì thôi sư không nhắc tới. Thì nếu như mà kẹt quá thì mình giữ giới một buổi như vậy cũng được, nửa ngày nha, nửa ngày như vậy cũng được. À, hoặc là mình có những cái ngày bắt quan, ví dụ như ngày bình thường mình phá giới tùm lum hết, nhưng mà những cái ngày như là 14, 30 thì ngày đó là mình kiên quyết mình giữ giới. À, hôm nay 30, hôm nay ngày rằm, tôi có đi chùa cho nên là tôi sẽ giữ giới. Thì mình kiên quyết như vậy nó cũng là nên. Mà nếu như mình kết hợp luôn, tức là ngày thường thì giữ được nửa ngày, còn những ngày đặc biệt thì mình giữ nguyên ngày, thì như vậy nó cũng là tốt ha. Thì đó là một cái sự gọi là nới ra một tí cho những ai mà không có khả năng giữ giới ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.